ra mọi người. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Lauren Chichi UK. Mình là Kim. Thì hôm nay là ngày 1 tháng 5, cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới của Kim và anh Tony các bạn. Tuần trước thì mẹ chồng mình cũng có nhắc là sắp đến kỷ niệm ngày cưới rồi đó, hai con có định làm gì không? Thật ra là mình không nhớ luôn mọi người. Nên mẹ chồng có nói là nếu như mà hai con có định làm gì thì mẹ sẽ đến giữ Chichi cho. Nên hôm nay ba mẹ chồng mình đến giữ Chichi cho hai vợ chồng đi hẹn hò mọi người. Hôm nay anh Tony có đặt một cái nhà hàng steak ở cũng xa nhà, lái xe khoảng 40 phút. Đây là một cái nhà hàng Anh ở vùng nông thôn nha mọi người, chứ không phải là thành phố. Cho nên là lái xe nãy giờ mọi người thấy là ở vùng nông thôn không đó, đi cũng hơi xa. Mình chưa có đến đây lần nào hết. Tony nói thì ở đây thịt bò rất là ngon, cho nên là hôm nay sẽ đi ăn thử mọi người. Mặc dù là kết hôn đã 4 năm rồi mọi người, nhưng mà hai vợ chồng mà sống chung với nhau thì có khoảng 1 năm rưỡi thôi. 1 năm 8 tháng là từ lúc mình sang Anh đó các bạn. Còn lúc trước là khi mà đám cưới là đám cưới ở quê của Kim. Kim ở Bến Tre, cho nên là tổ chức đám cưới ở quê. Sau đó thì mình có bầu Chichi thì mình muốn sinh con ở Việt Nam mọi người. Tại vì sinh ở Việt Nam thì sẽ có người nhà chăm sóc nè. Cho nên là đợi sinh con ở Việt Nam, là sinh Chichi ở Việt Nam xong rồi làm giấy tờ cho Chichi cũng khó nữa. Nói chung là cũng gian nan nhiều thứ lắm. Kết hôn xong, làm giấy đăng ký kết hôn là đã khó rồi hen. Xong rồi tới làm giấy khai sinh cho Chichi cũng khó nữa. Tất cả cái giấy tờ gì là đều phải đợi Tony qua đi lên lãnh sự quán Anh ở trên Sài Gòn đó. Có Tony qua mới làm được. Sau khi mà làm xong cái giấy khai sinh đó, thì tới làm visa. Chichi thì Tony đã làm passport của Anh luôn rồi. Nhưng mà làm visa cho mẹ, là làm visa cho Kim nè, cũng rất là khó luôn. Cũng cần thời gian nữa. Và cái khúc mà đến bệnh dịch đó thì mình lại không muốn đi. Mình muốn ở Việt Nam, mình chờ khi nào hết dịch. Nhưng mà Tony nói ở xa như vậy á, nhớ con, nhớ vợ, cho nên là muốn phải làm visa liền để đi qua. Là lúc đó sợ làm visa không có đậu á, cho nên là Tony đã thuê luật sư. Sư ở bên Anh làm giấy tờ giúp. Cho nên là sau khoảng hơn 6 tháng á, là làm giấy tờ cũng xong rồi đi qua bên Anh. Thì cưới nhau là 4 năm nhưng mà sống ở Việt Nam là hơn 2 năm rưỡi rồi mọi người. Lúc mà qua bên đây á là Chichi 2 tuổi. Ở Việt Nam 2 năm cho nên là chỉ nói tiếng Việt không á cô chú. Cho nên là khi mà Chichi qua đây á, ba với lại bà nội nói chuyện tiếng Anh thì không có hiểu gì hết. Cho nên ba cũng hơi lo lắng là đi học thì sợ không có hiểu. Nhưng mà bây giờ sau khi mà sống ở đây hơn 1 năm á, thì bây giờ Chi nó chỉ nói tiếng Anh thôi cô chú. Nó không có nói tiếng Việt nữa luôn. Both. No. Honey. Really? Cái gì mà nó khó đọc dữ vậy trời? Oh my god. Taxi. Taxi for yin. Pop bold. Look like they make the electric look. Bên cái nhà nó. It is solar panels. Yeah. They power their houses by the light, by the sun. Đây có nhiều cái lá phong á. Mỗi lần mình thấy cây lá phong là mình nghĩ tới hàng mặt tử, không biết nữa nó có ảnh hưởng gì tới hàng mặt tử đâu. We're going up this hill now. Yeah. Try coming up here on your bike. Yeah. Electric bike, okay, maybe. I got my electric. Good idea, buy electric bike. Many, many years ago, mum and dad nearly bought a house. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Nice houses. Expensive now. Now look, gets bigger, look. Honey, look down there, look. Oh yeah. See, look through the gap. Now look. See? Good. See? Good, we've got a cow over there. Phía mình nói là giống như cái thung lũng. Stop here and take pictures and things. Where we're gonna eat is just here. Yeah. You can, on the way out, we can stop and look.
Oh my god, we're gonna stop here because we're eating here, look. Tới nhà hàng à. Steak house, có con bò. Do you know nothing? What? Good you are. Well, I love you very much. I know you're crazy. Crazy, crazy. It's like Dave's car, but bigger, look. What's happening? It's cold. It's chilly. Yeah, let's get in. It's steak house. Yeah. Cái này là nhà hàng. Nhà hàng này ở vùng quê, nông thôn. Giống như là đặc của người Anh luôn đó mọi người. Oh, thank you. Just push button to open now. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. Close my eyes and embrace the blast. Sleepless nights and headaches start. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. That is it. What you need. Hi, thanks. Got a shot on the other side, babe. Okay. Yeah. Thank you. Can I start off by getting you some drinks? Yeah, what do you want? What do you want, sweetheart? Drink some wine. Would you want some Prosecco? Okay. Yeah. So we do two types of Prosecco. We do either the house Prosecco and we do the Fresnay Prosecco. Do the Fresnay, please. The Fresnay. Do you want the rosé or the white? So many questions, isn't it? Rosé or do you want white? Rosé, please. Rosé, you know, do you want some table water or else? What have you got? Are you talking by the... Oh, sorry. The Prosecco, is it by the glass or by the bottle? The rosé is by the bottle. Right. The white Fresnay is by the glass and the regular house is by the glass also. Oh right, okay. Because only I got a drive, so do you want they only do the glass on the white. And what draft lagers have you got? We've got Peroni, Estrella, Amstel. I'll do a pint of Amstel, please. Pint of Amstel, do you still want some table water? Want some water, honey? Yeah, please. Want still or sparkling? Still. And some still water at the lamp, please. All right, thanks. But we don't have to have cheeky here playing with all with the salt and pepper. Hello mọi người. Thì hôm nay em có trang điểm một chút xíu nha các bạn. Bình thường là rất là lười trang điểm luôn, nhưng mà hôm nay là một ngày đặc biệt cho nên là cũng bôi son trát phấn lên một chút xíu. Xà lách này giống như là người ta cắt nguyên một cái mảng xà lách xong bỏ vô luôn. I'm going to do a lot job, honey. Yeah, no. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
trước tôi thấy tổng gia đình vui đâu. Ăn xong đi ra ngoài là trời mưa luôn các bạn. Video của mình đến đây xin tạm dừng nha. Xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video tiếp theo. Mọi người yêu thương em thì cho em xin một like và một đăng ký kênh nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.